Biden ngừng cung cấp dịch vụ cho WazirX sau bê bối. Theo báo cáo từ hãng tin tức địa phương The Economic Times của Ấn Độ vào thứ Hai, Biden dự kiến loại bỏ tính năng chuyển tiền ngoài chuỗi với sàn giao dịch điện tử WazirX vào thứ Năm, hành động như một lời tái khẳng định Biden không dính líu gì với nền tảng giao dịch này. Ba ngày trước đó, Tổng cục Thực thi của Ấn Độ cáo buộc rằng WazirX đã hỗ trợ khoảng 16 công ty fintech vướng nghi án rửa tiền thu được từ tội phạm bằng cách sử dụng con đường điện tử và sau đó đóng băng 8,1 triệu đô la trong số dư ngân hàng liên quan đến sàn giao dịch. Đồng thời, có một cuộc tranh cãi đang diễn ra liên quan đến việc liệu Biden có sở hữu sàn giao dịch hay không. Thứ Sáu tuần trước, Trump Penzao CZ, giám đốc điều hành của Biden, đã lên tiếng miễn trừ trách nhiệm khi tuyên bố rằng Biden không sở hữu bất kỳ vốn chủ sở hữu nào trong tổ chức mẹ của WazirX là Zan My Labs và làm rõ thêm rằng vào ngày 21 tháng 11 năm 2019, việc mua lại WazirX của Biden đã không được hoàn thành. Hàng loạt cái tên bị ảnh hưởng khi Tornado Cash bị sờ gáy. Như CryptoLeakVN đưa tin vào sáng nay, dịch vụ trộn tiền tử dựa trên Ethereum Tornado Cash đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen. Tuy nhiên, phạm vi của sự việc không chỉ dừng lại ở đó, mà còn liên đới đến hàng loạt các nền tảng trong không gian tiền số. Trong đó có cả Stablecoin, nhà phát hành Stablecoin USD Coin đã đóng băng số tiền trị giá hơn 75.000 USDC được liên kết với 44 địa chỉ Tornado Cash bị trừng phạt. Tất cả các cá nhân và pháp nhân Hoa Kỳ đều bị cấm tương tác với các địa chỉ hợp đồng thông minh USDC và Ethereum của bộ trộn tiền số trên danh sách SDN. Hình phạt cho việc cố ý không tuân thủ có thể phạt tiền từ 50.000 đô la đến 10 triệu đô la và từ 10 đến 30 năm tù. Tài sản ước tính trị giá 437 triệu đô la, bao gồm stablecoin, Ethereum và Bitcoin, được GrabBTC hiện đang được giữ trong các địa chỉ hợp đồng thông minh của Tornado Cash. Do đó, các tổ chức phát hành dự kiến sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn giao dịch hoặc mua lại các tài sản đó. Cả hai thực thể đằng sau USDC và Tether đều có thể đóng băng việc chuyển stablecoin của họ đến và đi từ Tornado Cash ở cấp độ hợp đồng thông minh Ethereum. Trong khi đó, Palo Alto, BitGo có trụ sở tại California, về mặt lý thuyết cũng cần hạn chế quyền truy cập vào Tornado Cash để tuân thủ các lệnh trừng phạt như vậy. Những dục dịch từ Hoa Kỳ có thể giúp Bitcoin thăng hạng. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Michelle W. Bowman đã thảo luận về nền kinh tế Mỹ và những nỗ lực của Fed trong việc chống lạm phát trong một bài phát biểu vào thứ Bảy tại Hội nghị Thượng đỉnh về Giám đốc điều hành và quản lý cấp cao năm 2022 do Hiệp hội Ngân hàng Kansas tài trợ, tham khảo quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC về việc tăng lãi suất quỹ liên bang lên 75 điểm cơ bản trong cuộc họp vào tháng 7. Bowman bày tỏ sự ủng hộ đối nâng lãi suất cho đến khi lạm phát có một lộ trình nhất quán để điều chỉnh. Thống đốc cũng chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản của lạm phát quá mức, chẳng hạn như các vấn đề về chuỗi cung ứng, chính sách ngăn chặn COVID của Trung Quốc, cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, kích thích tài chính và những hạn chế đối với sản xuất năng lượng trong nước. Bà Bowman cũng đề cập đến quy định về tiền tử trong bài phát biểu của mình, nêu rõ những động thái của Fed có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính, trong đó có cả nền kinh tế crypto. Mặc dù bà khẳng định lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, bao gồm cả stablecoin và tài sản tiền tử, có thể được hưởng lợi từ sự rõ ràng hơn về quy định. Ethereum vượt mặt Bitcoin và Solana về yếu tố này. Telstra Venture, chi nhánh đầu tư của gã khổng lồ viễn thông Úc Telstra, đã phát hành báo cáo sức khỏe về 3 blockchain hàng đầu, bao gồm Bitcoin, Ethereum và Solana, bằng cách nghiên cứu mức độ tham gia của các nhà phát triển trong mỗi hệ sinh thái. Với số lượng người dùng hàng tháng nhiều nhất, Ethereum là cộng đồng mạnh và lớn nhất trong 3 cộng đồng. Theo báo cáo, cộng đồng của Ethereum đã tăng 24,9% trong 4 năm qua kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. So với Ethereum, Solana đã có sự tăng trưởng bùng nổ trong cùng thời kỳ, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt mức 173% đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, nó không duy trì được sự ổn định mà Ethereum hiện có. Trong khi đó, hệ sinh thái Bitcoin chỉ chứng kiến sự tăng trưởng 8% của những người đóng góp tích cực hàng tháng kể từ khi BTC đạt đỉnh vào tháng 11 năm ngoái. Báo cáo cũng cho thấy rằng, vẫn còn rất nhiều cơ hội chưa được khai thác trong các hệ sinh thái được đề cập ở trên, với các nhà đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp chỉ đặt cược vào khoảng 5 trong số 10 dự án hàng đầu của mỗi hệ sinh thái. Bất động sản ảo đang ế ẩm trong thị trường gấu. Lĩnh vực Metaverse đang chứng kiến cuộc khủng hoảng khi bất động sản ảo đang rớt giá thảm hại trong bối cảnh sự quan tâm của người dùng suy yếu và thị trường gấu tiện tử. Đặc biệt, các dự án Metaverse được xây dựng trên blockchain Ethereum, bao gồm Sandbox và Decentraland, đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh hơn 80% giá trị. Giá đất trung bình được bán trên Decentraland đạt đỉnh là 37.238 đô la vào tháng 2 năm 2022, nhưng kể từ ngày 1 tháng 8, chi phí của chúng đã giảm xuống mức trung bình là 5.163 đô la. Tương tự, giá bán trung bình của Sandbox giảm từ khoảng 35.500 đô la vào tháng 1 xuống còn khoảng 2.800 đô la vào tháng 8. Giá đất ảo giảm đã dẫn tới định khối lượng giao dịch và giá thị trường của các mã thông báo Metaverse đang lưu hành cũng điều chỉnh mạnh. Theo nhiều chuyên gia, có thể lĩnh vực này sẽ còn phải chật vật trong một khoảng thời gian tới khi mùa đông vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tan băng.
7 sự kiện nổi bật nhất của Ethereum. Sau đây, mời các bạn cùng đến với 7 sự kiện nổi bật nhất mà Ethereum đã trải qua. 1. Ra mắt White Paper 2013. Sau đó một năm, Ethereum tung ra native token đầu tiên ETH thông qua ICO, có khoảng 50 triệu token được bán, giá 0.31 USD trên ETH, huy động số vốn khoảng 18 triệu USD đầu tiên. 2. Khởi chạy Ethereum mạng chính thành công Mainnet với blockchain reward là 5 ETH. 3. The DAO Hacker 2016. DAO bị tấn công đã làm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng Ethereum thời điểm đó, làm dự án bị chia rẽ ra từng nhánh riêng. 4. Byzantium Upgrade and Block Reward 3 ETH 2017 có tác dụng tối ưu hóa platform và giảm phát mạng, nhờ vậy economy được bền vững hơn. 5. Constantinople Upgrade and Block Reward 2 ETH 2019 giúp Ethereum lấy lại vị trí trong DeFi, tối ưu hóa platform và giảm phát mạng nhằm giúp economy vững chắc hơn. 6. Giai đoạn tiền POS Staking Deposit Contract and Beacon Chain Genesis 2020 tạo tiền đề quan trọng cho việc chuyển sang bằng chứng cổ phần Proof of Stake. 7. Năm 2021, London nâng cấp EIP 1559, cải thiện nền kinh tế của Ethereum bền vững hơn thông qua việc đốt token một phần phí giao dịch, hỗ trợ giảm phát, hạn chế các tác nhân tham nhũng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin trưa CryptoLickVN. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. CryptoLickVN xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.